Các bạn tiếp tục móc phần thân, hàng thứ hai của phần thân. Cái mũi đầu tiên là mũi chân thấp, thì bây giờ mình sẽ móc nó là mũi chân cao. Các bạn cứ móc xen kẽ như vậy nha. Đánh dấu mũi đầu tiên, mũi chân cao, sau đó các bạn móc chân thấp, và mũi hai là chân thấp, kế tiếp là chân cao, chân thấp, chân cao. Các bạn chú ý không móc ở đây chân thấp, mình sẽ móc cái chân ở dưới, đó là chân thấp, và móc ở trên là chân cao. Cứ xoa le như thế. Hàng trước chúng ta móc cái mũi này là mũi chân thấp, thì phía trên chúng ta sẽ móc cái mũi trên, đó là mũi chân cao, và mũi kế là mũi chân thấp. Các bạn thấy nó sẽ xoa le nhau chứ nó không có nằm cùng thì chúng ta sẽ không móc được. Các bạn cứ móc cho mình liên tục đến khi các bạn đo cái phần thân khoảng chừng 10 cm hoặc 10,5 cm thì các bạn dừng lại. Sau đó chúng ta ráp vào cái khung. Khi mà ráp vào cái khung bằng cái lỗ này, ráp bằng chỉ, ráp khung và chúng ta may lót túi và khâu túi vào là xong cái phần ví.